gì? Làm gì? Đấy, chợ này. Đấy. Hả? Cái nhỏ nhỏ đó. Cái nhỏ kiểu trắng rổ ra tôi mang về lại dầm lại. Cái gì? Cà tím à, mình trồng cái cà để ăn à. Vài cây thôi. Ừ, mấy cây thôi. Cà pháo chứ. Đây là cà tím, có cà pháo à cô? Rồi hết tiền. Mì đang ở đang đường đi. Mưa. Đi mẹ. Có vào ăn cơm không? Sao? Mua cái gì? Uống này á? Hả? Dầu. Có tiền mà. 저거 봐. 겨우 안 해. 갑니다. 오케이. 아야. 좋아. 감도. 감네 등 뒤에 봐라 그냥. Giới của mình nhỉ? Đi kéo hết. À, đây này. Cà pháo, mua cà pháo ơi. Đây rồi. Mấy cây thôi, làm gì vẫn nhớ thế. Một câu qua tiền đôi bà. Đồ chơi á? Đi có đồ chơi mày. Về trồng chẳng biết mọc không? Cái này trồng cái đất cát đúng rồi không hả cô? Trồng bừa ấy, mọc không mọc. Trồng đất cát ấy, đất thì nó lên cát. Cát được rồi, con trắng lan cát đi. Nó phải lan cát đi bộ. Chứ không phải là đất kia, lại đất cát. Cháu ướt đây coi. Nguyên mang về ăn nhỉ? Có mì có ăn cơm không? Không biết, đang ở ban đường đi mưa kìa. Đi mẹ, đi chơi đi mẹ. Đi gần xin du hồ xuống đây. Đi mẹ. Không biết không hả? Đi mẹ. Đây này, còn cái ấy chứ, có phải ấy đâu. Hành hoa ấy. Cái mặt đất của nhà cháu là đất cát, trồng có được không nhỉ? Cái gì mà ta trồng được? Cái đất cát ấy. Không nào. Cái này để chúng nó không hả? Ăn lá mà. Ui, tỏi nó ngâm đi. Tỏi nhà con. Một giỏ đi. Còn à? Vâng, có ai ấy đâu. Còn tỏi ta đàng hoàng, nó bóc mờ mắt. Cố về ngâm. Hả?
khu à? Mấy cái trồng như này cứ năm trăm, chả biết là có mọc cái cây nào. Đây này nhiều quá đấy, không trồng hết à? Có đúng cái khoảng đất từ đây đến kia không à? Em cứ trồng dày dày vào, trồng cây. Mua cà chua. Chị thích ăn cà chua nữa. Nấu cá. À, nấu cá. Cà chua trồng lúc lên mà quả đấy. Mà long vậy? Không phải ông mình, có mẹ mày đâu. Luôn như là có chua bán hả? Của ông kia rồi. Cà chua bán nào anh nhỉ? Anh ơi cà chua bán nào anh? 10.000 Mua ít rồi. Mua ít cần với anh đi. Đáng kèm. Rau thôi. Mua đường thì người chồng. Đúng nha. Cái chồng của tôi. Cái này bán nào? Ôi. Đây cho mày đi mấy à? Cái này thì mang cái chồng cho ăn nào? Ăn là chưa, chung ăn chưa mà. Cái bằng bằng cái hẻo rồi. Ăn cái bằng cho tôi. Ăn cái này chưa. Mua gừng à? Vâng, em đang hỏi là bán lúc nào? Cái này trồng đi ăn sao? Mấy nghìn cân? 7.000 thôi, cái này về trồng thôi chứ không ăn được đâu. Ăn nó phải cái mập mập cái kia. Cái này nó mọc mầm rồi. Ăn cũng được hết, mà trồng cũng được hết. Bán không? Chẳng thấy gì thế nào? Mua thì bán. Hả? Mày là mưa đến đây. Nhanh 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 lấy cái túi mưa rồi nè, chẳng mưa nữa. Đang xây chợ kia kìa. Nhắm mà. Đó, lấy hết đi. Hả? Lấy hết đi. Sao chua đi? Lấy hết đi á? Chồng ăn thế nào rồi nhé? Chồng về chồng đi tu. Rẻ lắm. Chồng cái này không có đất đâu mà chồng. Có kiếm mấy cái xốp nữa. Xốp một xốp trong nhà xóm xin nhưng mà không có đất. Cũng còn đất được có không? Để bố chồng. Hả? Ủa đừng kẹp thế. Mà. Không ạ. Đám đấy để nhanh một tí bố mua cho nó. Bắt con trai không phải? Chơi gì? Kẹp bẩn. Kẹp tí về tao đéo thôi. Chơi. Bà túi tao to sao nhỉ? Mưa. Lấy hết rồi ra. Cân hết đi. Này cân cả chỗ này nó thành hết thành 2 cân nữa. Thì đủ cái chỗ này nữa là hết rồi còn đâu nữa. Đúng không? Con nhìn thấy chưa đủ. Đúng không? Thì con bán hết đâu chứ còn nữa. Chó chỉ nhớ thôi. Nó chó chỉ nhớ. Thầy hút con xin à. Con xin kỹ thêm được chứ. Chuẩn chưa? Này giảm tiền nè. Đúng không? 7.000 một cân, thừa một tí thành 15.000. Ừ, 2 cân thì 4.000 thì thừa thêm một tí nữa thì 1.000 nữa thôi. Ai trời ơi. Nhanh mưa đấy. Nhanh mưa. Có túi to không anh ơi? 15.000 đấy là xong rồi đấy.
Thôi, đưa ra xem bọn cháu với. Đi về nó mưa lắm. Được chưa? Đúng đi lên khách đi đây nhá. Mưa đến giờ đâu. Đi đi. Đi vào chùa. Đi đi con. Đi vào dưới lá này. Mang cái về mà mang. Nhà vẫn nhiều gà. Mẹ ơi, mẹ, mẹ muốn đứng giữa trời mưa à? Mang bánh nào ấy? Đây này nhé. Mang mình ghé này á, luộc lâu chưa? 10.000 ba mới nhá. Nên nhiều mưa chảy rồi. Mưa chảy. Cái gì đấy? Tam thất. Tam thất à? Chưa được bốn tí về còn đi mua. Cần sao nhỉ? Sao không thôi. Sao thì bỏ. Có ăn được. Tiền không đổi cho mình. Em không có tiền này. Ôi chả có. Để ăn gì không anh? Để ăn gì không? Có cà chua đi để về. Nhanh nhanh con ra đây. Mày không cho đi đâu. Tí ra kia có gì đấy. Không ngoan. Ăn gì? Phải mua đồ chơi. Tiền đâu mà mua đồ chơi? Ăn bánh không? Hả? Đi giờ này em bẩn lắm rồi. Mua gì đâu? Chưa có thịt thôi. Thịt không có chẳng này đâu. Mua quả gì ăn không? Đi cẩn thận bẩn ngon. Đi đường này cho đỡ bẩn này. Đây mẹ đây coi. Chợ. Mua gì nè? Ra đến đây rồi à? Con đâu? Đây, mua quả gì ăn không? Mua gì không? Mua cái gì? Có ăn thịt bồ câu không? Mua. Có mua gì?
Mua cái gì? Mua một cái bắp ngô thôi nhá. Mua một cái bắp ngô thôi nhá. Hả? Cái gì? Cái gì? Anh còn hạt tiêu nhỉ? Có hạt tiêu mình không hả? Đi đường này đi mấy bẩn đi ra à? Quên mang nha. Sao? Làm sao? Ê, mày... ăn nữa. Bẩn, mưa bẩn nhỉ. Mưa bẩn lắm. Đi đường đấy á? Ra kia đi cẩn thận bẩn. Ôi trời ơi. Bên này, bên này, đi theo bố nha. Quay. Quay. Đường kinh quá. Nó ngợt, nó ngợt. Quay. Quay quay siêu. Quay siêu nhỉ. Cái gì đấy? Quả gì đấy? Quả dâu tây. Hả? Dâu mái. Dâu tây dâu tây đó. Ngon không? Đây là dâu mái. Dâu mái. Ui trời. Vị dâu tây với vị dâu tây kết hợp. Vị dâu tây phụ nữ. Ăn mì không? Không. Hả? Quen à? Ai đấy? Anh học quá. Anh đấy học tới tao kiếm rồi. Tao kiếm rồi á? Kiếm á. Kiếm á. Con được học kiếm chưa? Chưa. Ra tới. Hả? Bây giờ mới tới. Đố có biết xe đâu. Hả? Không, không biết. Đi đẹp không? Xe. Hết cả người rồi. Đi mỏi hết cả chân.
cả chân. Đây đang chờ mẹ thôi. Chờ thôi. Cho lấy xe chú. Tiền đi chú ơi. Cháu gửi nhé. Ở chợ đây. Chợ Xuân Thàng các bác nhá. Úi, vỡ đầu. Hết gì? Phi nào? Đi vào nhà đi.